Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 334 của truyện Thiên Đạo Đối Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. chương 2860-2861, trường huyền trọng thương. Biến mất. Sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt, kìm lòng không được lùi về phía sau một bước. Đối phương có thể dùng một đạo ý niệm đè khúc trưởng lão nói không ra lời, động cũng lại chẳng thèm động, lại có thể lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong băng nguyên cung, cứu đi triệu nhã. Thực lực mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim, thực sự là muốn động thủ thì nàng ta làm sao có thể đánh lại trong lòng phát lạnh không cần phải suy nghĩ khẳng định đánh không lại thực lực của nàng cũng chỉ là có tương đương với khúc trưởng lão đối phương đã chế ngự được khúc trường lão đơn giản như vậy giết chết nàng ấy chắc chắn càng thêm dễ dàng không sai ta có cái loại thực lực đó cũng là con năng lực như vậy sở dĩ không động thủ với các ngươi là không muốn sinh linh đổ thán không muốn bởi vì chỉ cứu một người mà lại biến thành giết người Chắp hai tay sau lưng Trương Huyền lần nữa nhìn về phía trước Dù rằng nhìn không ra được tu vi Nhưng mà cho người ta một loại cảm giác áp bách không thể nào có kẽ hở Bàn tay run lên Triệu nhã xuất hiện trước mặt Trương Huyền nhìn qua Chỉ cần ngươi giúp nàng ấy giải quyết khốn thiên tỏa Vậy là được Còn kích hoạt ra tầng thể chất cuối cùng Ta sẽ tự mình ra tay Không cần ngươi lo nghĩ thể chất của triệu nhã khẳng định cần phải có kích hoạt toàn bộ ra còn phương pháp về sau có thể đi nghĩ được việc cấp bách nhất bây giờ là phải mở ra được khốn thiên tỏa để cho nàng ấy ít nhận thống khổ hơn lần nữa khôi phục lại thực lực người lại có thể giúp nàng ấy kích hoạt ra tầng thể chất cuối cùng u nhược tâm lại ngẩn ngơ không sai trương huyền lộ ra vẻ tự tin nồng đậm thiên hạ này nếu như ta làm không được, chỉ sợ không người nào khác có thể làm được. Điểm đó ngược lại không khoác lác. Nắm giữ thiên đạo thư viện đã nắm giữ tất cả khả năng trên thế giới. Trên cõi đời này, nếu như thực sự hắn làm không được, thì những người khác khẳng định là chẳng bao giờ có thể. Dường sư kia cũng chắc chắn không được. Vậy nhưng... Thân thể thoáng một cái, sắc mặt của U Nhược Tâm trắng nhợt, không ngừng run lên khốn thiên tỏa của băng nguyên cung từ hàn thiên băng tầm cô đọng mà thành đi vào bên trong thân thể sẽ biến thành đóng băng kinh mạch muốn loại bỏ nó chỉ có đúng một con đường có thể đi chính là hấp thu thuần dương chi khí còn lại không có phương pháp gì khác người nói gì ra đầu trương huyền nổ tung mặt đất bốn phía giống như tầng tầng muốn nứt ra giống như là mạng nhện lan tràn triệu nhã một bên thân thể mềm mại cũng lại thoáng cái sợ hãi suýt một chút nữa thì ngã sấp xuống. Vốn lại còn cho rằng sư tổ tự mình ra tay, rất dễ dàng giải quyết được khó khăn trước mặt. Không nghĩ tới, quay tới quay lui, muốn giải quyết được cái thứ đó, nhất định phải đi một bước kia. Xảy ra sự tình của mẹ nàng ấy, ta chỉ có thể đi một bước này. Suy nghĩ tiếp nhận mấy ngày thống khổ, nàng ấy sẽ phải dựa theo phương pháp ước định mà tiến hành tu luyện. Các đời công chủ đều phải có trải qua như vậy. Căn bản không cần phải hóa giải. U nhược Tâm không ngừng lắc lư. Băng tầm đã được nuôi ra, chế thành khốn thiên tỏa. Mục đích chính là muốn ép công chủ tu luyện tầng công pháp cuối cùng. Thứ này, bản thân nó đã vốn không có thuốc giải. Người... Còn mắt Trương Huyền đóng lại, nắm đấm siết chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn nắm giữ mình lý trì nhãn, lại có thể nhạy nhõm nhìn ra được, đối phương không nói dối. Nói cách khác, khốn thiên tỏa trừ phương pháp thải bổ của băng nguyên cung quả thực không có bất cứ phương pháp nào có thể giải quyết đúng là đáng ghét khúc trưởng lãm một bên đột nhiên lại hơi có chút đỏ mặt sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi tâm tình trương huyền sao động khống chế chân khí không đủ hắn như vậy mà dùng phương pháp đặc thù bức mấy đạo chân khí hòa vào bên trong cơ thể của mình đi ra dám hạ độc ta Coi như không phải là đối thủ Ta cũng lại phải cùng với người đồng quy vô tận Khúc trưởng lão nổi giận Vỗ tới một trường Phòng vân cuốn Tình hải treo ngược Danh sư cửu tinh toàn lực công kích Giống như là xé rách bầu trời Đại điện trước mắt dưới trường lực tác động Phát ra thanh âm kèn kẹt Đủ những loại trận pháp bị xé rách Bụi bặm nhào nhào rơi vãi Khúc trưởng lão Đừng Không nghĩ tới bản thân vừa mới ổn định được vị siêu cấp cường giả này Khúc Trường lão liền đã nổi giận. Bây giờ động thủ như vậy, thực sự lại muốn dẫn tới đối phương không vui, đại khai sát giới. Bằng nguyên cung của họ chẳng phải sẽ biến mất sao? Nhưng bất quá, nàng la lên đã không còn kịp. Khúc trừng lão đã bị ở trước mặt hạ độc, đối phương lại còn giả mạo dương huyền, sớm đã tức giận đến sắp bùng nổ. Giờ phút này toàn lực thi triển, lực lượng mạnh mẽ, thiên địa vẫn có thể xé rách, đã không thể nào ngăn cản. Người phát điên cái gì? cũng không ngờ tới vị trước mắt này tính cách dữ dằn như vậy nói ra tay liền ra tay căn bản không có quản có thể thắng được hay không trường huyền dọa đến nỗi con người co rút cổ tay hắn bỗng nhiên lại chào một cái điện chủ lệnh che ngay trước mặt trường lực xuyên thấu qua điện chủ lệnh cuốn tới máu tươi điên cuồng phun ra trường huyền lại chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt sụp đổ hồn phách giống như là muốn bị hút ra đối phương cho rằng hắn là một cao thủ tuyệt thế mang tín niệm hẳn là phải chết thì chuyển ra công kích đã vượt qua phạm vi hắn có thể tiếp nhận nếu như không phải là do điện chủ lệnh ngăn cản phần lớn công kích chỉ sợ bây giờ sẽ bị đánh nát thành cái bánh thịt lập tức bỏ mình dù rằng như vậy lực lượng cuồng bạo cũng đã tàn phá bừa bãi toàn thân để cho cả người hắn tựa như là một cái bao tải rách lập tức muốn tan nát ra thành từng mảnh thực lực của hắn tại sao lại yếu như vậy ngay sau đó trong tay truyền tới thành âm kinh hô của khúc trưởng lão đường đường là danh sư cửu tinh bị người ta trước mặt hạ độc đối phương lại còn giả mạo dương huyền dương sư ngay lúc này hắn mới cực kỳ giận dữ lòng quyết là muốn chết coi như là không giết chết được đối phương thì cũng muốn để cho hắn bị trọng thương còn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của tên này lại yếu như vậy không đỡ nổi một đòn đáng ghét thực lực yếu ớt như vậy lại dám giả mạo cường giả đệ tử bang nguyên cung ở chỗ nào bắt hắn lại cho ta U Nhược Tâm lại hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tên trước mắt này thoạt nhìn mạnh mẽ vô song, không cách nào có thể chống cự, thực lực của hắn chân chính là yếu như vậy. Vẻ mặt đỏ hồng, nhịn không được lên tiếng hét lớn. Bằng nguyên cùng đại trưởng lão, ở trên đại lục là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy, lại bị một cái tên tiểu gia hỏa chỉ có nhập hư cảnh dọa đến nỗi run rẩy, truyền ra bên ngoài, làm sao có mặt mũi tiếp tục sống tiếp. Nàng bên này hét lớn, Triệu Nhã một bên lại nhìn thấy thanh niên trên không phun máu, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt từ trên gương mặt trắng nõn cuồn cuộn lướt xuống. hắn không phải là sư tổ, mà là lão sư. khúc trường lão công kích chỉ nhắm vào trương huyền, tuy rằng nàng ấy không thể nào thi triển ra tu vi, lại không nhận ra bất cứ tác động gì, chỉ thấy thân ảnh ở trên không trung bởi vì trọng thương, không duy trì được ngụy trang nữa, toàn bộ đã hiểu ra được. khó trách trước đó nàng cảm thấy kỳ lạ, tại sao vù hồn của lão sư đi vào, sư tổ lại đi ra? khó trách vẫn cảm thấy chân khí của sư tổ quen thuộc như vậy nguyên loài thực sự hắn là lão sư thôi thì cũng đúng chỉ có lão sư mới có thể sau khi nhận được nàng ấy đưa tên không tiếc bất cứ giá nào mà xông qua chỉ có lão sư mới có thể vì nàng không để ý sinh tử dù là biết rõ không còn thực lực nhưng cũng lại muốn đi tìm đại trường lão cầu phương pháp giải quyết chỉ có lão sư mới có thể cưng chiều nàng ấy như vậy liều cả tính mạng vì nàng có thể làm được tất cả Lão sư, học sinh sẽ quyết không để cho ngươi xảy ra chuyện. Trái tim như bị xé rách, triệu nhã lại cắn chặt hàm răng. Trần khí trong cơ thể bỗng nhiên sao động, tựa như muốn xé rách bầu trời. Triệu nhã, ngươi không nên sử dụng chân khí, ngươi sẽ chết đó. Còn người của U Nhược Tâm co rút, lại nhịn không được lên tiếng hét lớn. Hết trường chương 2862, 2863. Danh sư, ta không làm nữa. Bằng tầm luyện chế khốn thiên tỏa, đi vào bên trong cơ thể, đông lại kinh mạch thành những khối băng. Hơi sử dụng chân khí sẽ sinh ra đau đớn giống như tê liệt, để cho lực lượng người ta sẽ mất hết. Cưỡng ép phải sử dụng mà nói, sẽ để cho kinh mạch vỡ vụn, không thể nào khôi phục lại. Nếu như làm không cẩn thận, sinh mệnh cũng bởi vì như vậy sẽ bị chôn vùi khi trước dùng loại bảo vật này đối với triệu nhã mục đích cực kỳ đơn giản không tiến hành thải bổ chi thuật kích hoạt ra thể chất sống không bằng chết mà kích hoạt ra thể chất sẽ lập tức trở thành cường giả đỉnh phong bên nào nặng bên nào nhẹ chọn lựa ra sao cực kỳ đơn giản nhưng nhà đầu này tình nguyện nhận thống khổ cũng lại không muốn đồng ý để cho nàng ấy cực kỳ tức giận vốn định giam mấy ngày tự nhiên phải đổi ý nhưng làm sao cũng lại không nghĩ tới toát ra một cái tên như vậy Chạy tới đây cứu người. Đến tôi cùng là ai? Để cho người phải liều mạng cũng lại không cần. Dừng tay. Không để ý tới đi bắt ra hỏa giả mạo dương sư nữa. Thân ảnh thoáng một cái. U nhược tâm lại đi tới trước mặt. Bàn tay lăng không vũ xuống. Lực lượng mãnh liệt bao phủ toàn thân Triệu Nhã. Dọc theo huyệt đạo muốn chui vào bên trong. Ý định áp chế chân khí sao động. Nhưng bất quá. Triệu Nhã quyết tâm muốn chết. Lực lượng vô cùng hùng mãnh cho dù là nàng ấy trong khi nhất thời cũng lại không chấn áp được gặp phải phản kích thậm chí lại cảm thấy tùy thời sẽ bị trọng thương người điên sao hốc mắt ửng hồng u nhược tâm thực sự là muốn nổ tung quen biết cô gái trước mắt này cũng đã hơn nửa năm rồi từ trước tới nay cùng kính lễ độ đối xử với mọi người rất chân thành cực kỳ tôn trọng nàng ấy gần như là nói gì nghe nấy nhưng đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì vừa nhìn thấy người trước mặt mà chính tính mạng mà cũng không cần cường ép áp chế lại lực lượng của đối phương nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn lên ngay sau đó nàng thấy được dung mạo chân thực của trương huyền kim lòng không được sừng sốt còn trẻ như vậy sao chẳng lẽ là con người của u nhược tâm co rút bàn tay siết chặt là trương huyền tiếp xúc hơn nửa năm tính cách của triệu nhã nàng ấy biết không ít vị ân sư thụ nghiệp này tuyệt đối là vảy ngược bất cứ một người nào cũng không thể nào đụng chạm một khi chạm phải nhất định là sẽ nhận đủ vị trước mắt này vẫn còn trẻ như vậy lại để cho nàng ấy làm những chuyện điên rồ nhất định là người đó tránh ra đang miên man suy nghĩ liền ngay thấy thanh âm tức giận của nữ hài kia bùng nổ sau một khắc trên ngực sẹp xuống Có một cỗ lực lượng khổng lồ va đập lên để cho nàng ấy bay ngược ra người ở trên không trung phun mạnh máu tươi. Kinh mạch của người sẽ vỡ. Không được. Đè nén khí huyết sôi trào trong cơ thể, U Nhược Tâm thực sự vất vả ngừng lại, nhìn về phía nữ hài, trong mắt đỏ hoe. Cưỡng ép tăng lên lực lượng, tương đương với từ bỏ sinh mệnh. Quả nhiên, vừa đánh bay đại trưởng lão, triệu nhã cũng lại chịu đựng không nổi nữa. Hơi đỏ mặt, lại phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể mềm mại không ngừng run lên, giống như chịu đựng không nổi bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng bất quá, nàng vẫn không ngã. Nàng đi tới trước mặt Trương Huyền, bàn tay chào một cái. Trần khí trong cơ thể tràn vào trong cơ thể người sau, trợ giúp hắn chữa thương. Trong ánh mắt lại lộ ra vẻ dịu dàng, thanh âm mang theo vẻ quyến luyến. Lão sư, người không nên xảy ra chuyện. Học sinh sẽ không để cho người có chuyện gì. Người, người không muốn sống nữa. Còn người của U Nhược Tâm co rút, thực sự muốn ngăn cản, lại phát hiện ra xung quanh đối phương có sóng khí mang theo áp lực cực kỳ cường đại, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào có thể tới gần được. Cưỡng ép vận dụng chân khí, kinh mạch trong cơ thể đã chịu đựng không được, giờ phút này còn dùng chân khí để trợ giúp cho người khác, cái này có thể nói rằng là tự tìm đường chết. Nàng ấy lại muốn đốt sạch linh khí để mà đi cứu người khúc trường lão đi tới trước mặt nắm đấm kim lòng không được siết chặt vốn lại còn cho rằng là độc địa điện, điện chủ hoặc là dị linh tộc giả mạo làm sao mà cũng không nghĩ tới lại là một gia hòa tu vi thấp ngụy trang sớm biết thực lực đối phương thấp như vậy chắc chắn sẽ không phóng ra công kích quá cường đại trong hồn mê trương huyền cảm nhận được lực lượng của triệu nhã truyền vào mình bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vội vã quay đầu chỉ thấy vẻ mặt của nữ hài trắng bệch trên khóe miệng lại mang theo sự vui vẻ Lão sư, ngươi đã tỉnh lại rồi. Ta không sao. Nói xong, mắt tối sầm, lại không thể nào kiên trì nổi nữa. Té ngã trên mặt đất. thân ảnh vốn hơi có vẻ cao gầy. Giờ phút này trông lại gầy yếu như vậy và bất lực như vậy. Triệu nhã. Sao mà còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra? Hốc mắt Trương Huyền lập tức đỏ lên, tựa như là muốn nhỏ ra máu. Đột nhiên đứng dậy, bàn tay bỗng nhiên điểm một cái, thiên đạo chân khí vội vã điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể nữ hài. Nhưng bất quá, chân khí vừa tiến vào, giống như bị một gáo nước lạnh đổ tới. Thân thể lập tức lạnh hơn một nửa. Trong cơ thể nữ hài trước đó đã bị khốn thiên tỏa khóa lại kinh mạch. Giờ phút này, toàn bộ vỡ tan. Một cây cũng lại không còn thừa. Nói cách khác, về sau coi như có chữa được, cũng sẽ chỉ là một phế nhân, không còn một chút nào tu vi. Không được. Trương Huyền gầm lên giận dữ, chỉ cảm thấy da đầu mình thực sự là muốn nổ cố gắng tu luyện từng bước một đi đến bây giờ thực sự muốn trở thành một phế nhân có thể nói sống không bằng chết mau thả triệu nhã xuống không còn chân khí áp bức đại trưởng lão u nhược tâm lại đi tới trước mặt cũng đã nhìn rõ rõ ràng ràng tình huống của triệu nhã gấp gáp hết lớn là người chính là do các ngươi ôm nữ hài vào trong ngực trương huyền chậm rãi đứng dậy nhìn đại trường lão cùng với khúc trường lão trước mặt ánh mắt đỏ như máu tựa như là muốn giết người hắn đưa đệ tử đến bằng nguyên cung là bởi vì muốn để cho nàng ấy mau chóng kích hoạt được thể chất thực lực tăng lên nếu như sớm biết rằng đối phương sẽ dùng ra cái loại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối với học sinh của mình có đánh chết cũng sẽ không bao giờ nguyện ý nói thật nhìn thấy học sinh của mình bị khóa lấy kinh mạch nhận thống khổ như vậy nên giúp nàng ấy hạ giận kết quả nhất thời không nhẫn tâm ủ thành đại họa. Ta đã nói qua, nếu như học sinh của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ để cho băng nguyên cùng các người phải trốn cùng. Thanh âm băng lánh, cả người trung huyền giống như là ma quỷ từ địa ngục đi ra. Khi trước, thời điểm Liễu Huyền mang triệu nhã đi, hắn đã từng nói qua, nếu như đối phương không tốt với nàng, sẽ diệt trừ cả băng nguyên cung. Các người vì để cho nàng ấy kích hoạt ra thể chất, lại còn mặc kệ cảm thụ của nàng để cho nàng ấy phải biến thành như vậy. Vậy thì ta không cần cố kỵ với các người nữa. Ngươi là Trương Huyền có phải không? Thân là danh sư thiên tài, thánh tử điện sông danh sư lâu thành công. Tiền đồ của ngươi không thể nào đo lường. Đừng có làm loạn lên. Nếu như không, danh sư đường lại có quyền lợi tước đoạt từ cách danh sư của ngươi. Thậm chí, truy nã toàn bộ đại lục. Thấy thanh niên trước mắt trở nên có một chút không thể nói lý. Khúc Trừng lão lại nhịn không được hét lên tình huống của triệu nhã hắn cũng biết một chút u nhược tâm cũng hiểu được hắn tự nhiên cũng lại đoán ra được trường huyền này thiên tư rất mạnh ở bên trong thánh tử điện cũng phải kể tên tới vậy chẳng lẽ bởi như vậy mà chôn vùi tương lai tốt đẹp sao danh sư à tốt cho một cái quy tắc chú ý danh sư ngày hôm nay ta không phải là danh sư ta chỉ là lão sư của nàng ta muốn vì nàng chút giật vì nàng mà báo thù Bàn tay chảo một cái, xé nát danh sư bảo trên người. trưởng Huyền cười lạnh, giống như là điên cuồng. Từ trước tới nay, đủ những loại quy tắc danh sư áp bức để cho hắn bó tay bó chân, đều phải dựa theo quy củ làm việc, nhưng hôm nay, không được. Không vì cái gì khác, chỉ vì Triệu Nhã, báo thù rửa hận. Hết chương. Trường. Chương trường 2864, 2865, xét đánh bằng nguyên cùng. Ngươi thật to gan Không nghĩ tới cái tên trước mắt này Như vậy mà sẽ nát danh sư bào Nói thẳng ra ngày hôm nay không cần làm danh sư nữa Khúc trừng láo suýt một chút nữa thì nổi khùng Danh sư là tượng trưng cho thân phận Há là người muốn làm thì làm Không muốn làm thì không làm sao Nếu như người người đều có thể như vậy Vậy tôn nghiêm của danh sư đường sẽ nằm chỗ nào Thiền hạ đệ nhất chức nghiệp Làm sao có quy tắc gì đáng nói Lá gan của ta lớn sao Ta đâu có lá gan lớn bằng các ngươi. Tổng bộ danh sư đường coi trọng quy tắc nhất. Vậy mà vì một loại lợi ích nào đó lại cho phép tu luyện giả áp dụng phương pháp thải bổ kích hoạt thể chất. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của tu luyện giả. Giết hại nhiều sinh mệnh. Bằng nguyên cung, đại trưởng lão ngươi, đỉnh phong nhất đại lục, càng là hạ khốn thiên tỏa cho vãn bối của mình. Chỉ vì nàng ấy không nghe lời ngươi. Ta ra học sinh của ta cho các ngươi. Là trương huyền ta có mắt không trọng ôm nữ hài chậm rãi bay lên thành âm càng ngày càng vang dội nếu như đã như vậy bằng nguyên cung dơ bẩn của các ngươi không cần thiết lưu lại nữa <laughs> bằng nguyên cung chúng ta có cần phải lưu lại hay không không phải là một nhập hư cảnh như ngươi có thể định đoạt được nghe tên này càng nói càng thái quá u nhược tâm lại cười lạnh đang muốn ra tay đột nhiên lại biến sắc đây là chuyện gì chỉ thấy nguyên bản bầu trời đầy sao sáng sủa không mây chẳng biết từ khi nào mây đen đã vây quanh vô số lồi điện chiếm cứ trong đó tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đây đây là động hư kiếp sao cái tên này bây giờ là muốn đột phá động hư cảnh khúc trường lão sững sờ tên gia hỏa trên không kia luôn miệng nói muốn báo thù muốn hủy diệt băng nguyên cung làm sao mà còn không ra tay mà trước tiên liền đưa tới động hư kiếp độ kiếp Ốc lại còn không mang nổi mình ốc Sống hay chết chưa biết chừng Làm sao có công phu đi đối phó với người ta Lâm trận người mới mải gươm Đã quá muộn rồi Hiện tại mới là xung kích động hư cảnh Làm gì có lợi ích Đường đường là băng nguyên cung Lại có thể trở thành thế lực đỉnh phong nhất trên cái đại lục này Cũng không phải là tùy tiện nói Thấy tên này không biết hối cải Giờ phút này vẫn còn muốn xung kích động hư cảnh U nhược tâm lại cười lạnh Bàn tay bỗng nhiên lại dương lên thanh âm vang tới tận mây xanh, tự hồ áp chế lôi đỉnh xuống. Tất cả đệ tử nghe lệnh, có người xỉ nhục tông môn, còn cần các ngôi vị băng nguyên cung mà xuất lực. Thanh âm kết thúc, tất cả đệ tử cùng với trưởng lão băng nguyên cung đồng thời bay tới, lơ lửng giữa không trung, lít nhà lít nhít, tựa như bố trí thành một đại trận. Băng nguyên cung lại có thể trở thành thế lực nhất đẳng của toàn bộ đại lục gần với Trương gia và lạc gia, cường giải như mây, lại có thể xưng là quá kinh khủng. Chỉ riêng đã tới thánh vực bát trọng cũng lại không dưới mấy ngàn người. Mới vừa xung kích động hư, liền đã ăn nói ngông cuồng. Xem ra, người căn bản không biết, bằng nguyên cung chúng ta đến tổ cùng là có cái loại sức mạnh gì. Nhìn thấy tất cả đệ tử, trưởng lão lơ lửng, u nhược tâm lại cười lạnh. Ngay cả động hư cảnh cũng lại không đạt tới, coi như là may mắn có một chút năng lực, vậy thì làm sao? dưới lực lượng tuyệt đối cái gì lại cũng chẳng cần phải nói không đúng đại trưởng lão động hư kiếp đó của hắn có một chút không đúng ngay thời điểm u nhược tâm ý định hạ lệnh chế ngự ra hỏa không biết trời cao đất dày thành âm lại tràn đầy sự khẩn trương của khúc trưởng lão vang lên u nhược tâm lại mang theo đầy sự nghi ngờ có thể để cho danh sư cửu tinh ngạc nhiên và biến sắc nhất định phải xảy ra một chuyện gì đó đại sự nàng vội vã ngẩng đầu nhìn về phía động hư kiếp chỉ nhìn một cái con người đột nhiên lại co rút chỉ là thấy mây đen dày đặc trên bầu trời càng ngày càng khổng lồ càng ngày càng rộng rãi trong nháy mắt bao phủ mấy vạn mẫu xem ra vẫn còn không ngừng hội tụ tựa hồ lại muốn bao phủ hết toàn bộ băng nguyên cung lôi kiếp tôi mấy vạn mẫu sao xem như là vũ không kiếp cũng lại không cường đại được như vậy thân thể của u nhược tâm lại phát run Vũ không kiếp, mấy ngàn mẫu là cùng. Đối phương là một động hư kiếp, vậy mà hội tụ đến mấy vạn mẫu lôi vân. Đây là gấp 10 lần. Đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì? Dẫn tới quá nhiều lôi kiếp lớn như vậy. Chính người cũng lại không cách nào có thể vượt qua được mà. Ngàn vạn lôi đình, nghe theo mệnh lệnh của ta. Tiêu diệt chúng. Không để ý tới tất cả mọi người khiếp sợ, trường huyền ôm triệu nhã, ánh mắt run lên hét lớn một tiếng. Lôi đỉnh nổ vang, giống như nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vô số lôi điện trong nháy mắt từ trong mây đèn hạ xuống, thẳng tắp rơi vào những kiến trúc bốn phía. Khói bụi bay đầy đất, đầu đầu cũng lại có thanh âm sụp đổ. Vô số kiến trúc không chịu nổi công kích, vỡ đến tan tành. Màu chóng bảo vệ băng nguyên cung. Không nghĩ tới đối phương dẫn tới động hư kiếp, vậy mà lại nghe theo mệnh lệnh của hắn. U nhược tâm bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch trên không trung tất cả trưởng lão và đệ tử thẳng tắp phóng về phía các kiến trúc định dùng thực lực của mình mà ngăn chặn lại lôi đình bảo vệ cho truyền thừa cùng với kiến trúc vạn năm của băng nguyên cung nhưng lôi đình đại biểu cho lực lượng của thiên đạo đầu đầu bọn họ có thể chống lại nổi từng đạo lôi điện thô to không ngừng hạ xuống tất cả đệ tử và trưởng lão phi hai người trên không bị đánh trúng từng người vẫn còn chưa kịp phản ứng đã rơi xuống phía dưới mặc dù không có bị thương tới tính mạng nhưng mà toàn thân tê liệt trong thời gian ngắn không cách nào có thể động đậy được. Không, không thể nào. Thân thể Uông Nhược Tâm lại cứng ngắc, nhìn không được lùi về phía sau, khuôn mặt trắng bệch. Khúc Trừng lão một bên con người co rút, thực sự là giống như gặp quỷ. Lôi Đình nghe theo nhân loại mệnh lệnh đã để cho bọn họ phì khiếp sợ, giờ phút này như vậy mà nghe theo lời dặn dò, tiến hành công kích. Đây rốt cuộc là làm sao hắn có thể làm được? Khó trách đối phương lại dám nói, muốn tiêu diệt băng nguyên cùng, lôi đỉnh hạ xuống, không ai ngăn chặn được. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy toàn bộ băng nguyên cung bị hủy hoại triệt để Trận pháp dạn nứt Không còn lại được một chút nào U nhược tâm lại phát điên Gào lên một tiếng Thẳng tắp lao về phía trường huyền Đây chính là căn cơ của nàng Tông môn của nàng Nếu như nó bị hủy diệt Thì nàng triệt để muốn phát điên Cút xuống cho ta Trường Huyền lại vung tay lên. Có một đạo lôi điện thô to bổ tới. U Nhược Tâm vẫn còn không kịp phản ứng, liền đã bị đánh trúng. Giống như là những người khác, người khét lẹt, từ trên không trung rơi xuống. Lại liên tiếp mấy trăm đạo lôi đình hạ xuống, rơi vào sống lưng của U Nhược Tâm. Trong nháy mắt, vị đại trưởng lão quát tháo phong vân đó bị đánh nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Mỗi lần đánh một cái, sẽ phun ra một ngụm máu lớn, mí mắt giật loạn, không biết sinh tử lôi kiếp lúc trước liền để cho trương gia đại trường lão trường vô ngân cũng khó có thể ngăn chặn được động hư kiếp mạnh hơn mặc dù U nhược tâm là cường giả đỉnh phong đương đại vẫn lại là chịu đựng không được thân là danh sư cửu tinh chỉ vì bản thân mình thành kiến người thống khổ hạ sát thủ vậy cũng nên nhận trừng phạt đi bổ xong u nhược tâm trường huyền lại liếc mắt lần nữa về phía khúc trường lão bàn tay hắn chỉ một cái sau một khắc vô số lôi điện hạ xuống khúc trường lão lại bị chìm ngập trong đó triệu nhã người cứ yên tâm đi. vì sự nhất định sẽ làm cho người khôi phục lại như lúc ban đầu lần nữa nắm giữ thực lực đỉnh phong nhất và cũng sẽ triệt để kích hoạt ra thể chất của người thấy toàn bộ băng nguyên cung không một người nào có thể bay lên nổi nữa trương huyền cũng biết thực lực lôi đình tiêu hao không sai biệt hắn cúi đầu nhìn nữ hài trong ngực ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng thần thể thoáng một cái, thẳng tắp bay đi. Thời gian nháy mắt, hắn biến mất ở trong đêm tối, không còn thấy tung tích. Hết trường. Chương 2866, 2867, bẩm báo tổng bộ danh sư đường. Không biết qua bao nhiêu lâu, bầu trời xuất hiện ngân bạch sắc mặt trời chậm rãi từ đường chân trời bay lên u nhược tâm chậm rãi tỉnh lại dãy ruộng đứng dậy nhìn phế tích đầy đất không tự chủ được lắc lư người bằng nguyên cung thành lập đến vài vạn năm trải qua mấy lần chiến tranh cực kỳ bi thảm mỗi một lần đệ tử lại thương vong đến hơn phân nửa nhưng mà toàn bộ tông môn rất hoàn hảo tất cả kiến trúc cho dù có bị phá hủy đi cũng chỉ là một phần nhỏ nhưng giờ khắc này đã triệt để biến thành một đống phế tích cho cặn đầy đất tất cả đệ tử và trường lão dù rằng không chết nhưng mà đều đã trọng thương. Xem ra không có 10 ngày nửa tháng, muốn khôi phục lại đúng là tuyệt đối không được. Một người triệu hồi ra được lôi đình, vậy mà uy lực lại lớn như vậy. Thân thể nàng băng lánh. Vị trường huyền kia nói thật, nàng căn bản không thể nào để ở trong lòng. Vốn lại còn cho rằng chỉ là một tiểu nhân vật nhập hư cảnh mà thôi, tiện tay đã có thể bóp chết cả một mạng lớn. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, nắm giữ thực lực lại cường đại như vậy chỉ là độ động hư kiếp, băng nguyên cung đã biến thành như vậy rồi. Vậy nếu như hắn độ vũ không kiếp, chẳng phải là tổng bộ danh sư đường cũng sẽ chịu đựng không được sao? Đại trưởng lão, băng nguyên cung đã bị hủy rồi. Nhị trưởng lão cũng dãy dụa bay tới, vẻ mặt buồn bã. Đúng như vậy, đã bị hủy rồi. U Nhược Tâm gật đầu. Khống chế bằng nguyên cung rất nhiều năm, vốn lại còn cho rằng thế lực lớn đó có thể ở bên trong tay nàng ấy càng thêm huy hoàng Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ sụp đổ ngay trước mặt được rồi chỉ cần người không chết chắc chắn là có hy vọng từ hôm nay trở đi trương huyền hắn chính là địch nhân lớn nhất của băng nguyên cung chúng ta chỉ cần phát hiện ra giết chết không cần luận tội u nhược tâm lại cắn chặt hàm răng bạo giống vâng Tất cả trưởng lão đệ tử đồng thời gật đầu. Khúc trường lão, chuyện này người cũng đã tận mắt trông thấy. Trường huyền này bắt đi thiếu cung chủ của chúng ta, hủy cả cái băng nguyên cung. Tội ác tày trời. Vậy mong người có thể như thực chất báo lên trên tổng bộ danh sư đường, ban bố lệnh truy sát. Quay đầu nhìn về phía khúc trường lão vừa tỉnh táo lại, u nhược tâm cắn răng. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ như thực chất báo lên. Xóa xóa mì tâm, khúc trường lão gật đầu. Trường huyền này thân là danh sơ nhưng không tuân thủ quy củ. Thực sự lá gan, rất là lớn. Hắn làm loạn tất cả mọi thứ. Cái loại người này nhất định phải nghiêm thật. Nếu như không, người người dựa dẫm thực lực làm loạn. Thiên hạ này làm sao còn quy củ. Không biết bay bao lâu, trường huyền cũng lại chịu đựng không nổi. Từ trên không trung rơi trên mặt đất. Bị khúc trường lão dùng hết toàn lực mà công kích. Tuy rằng điện chủ lệnh ngăn chặn lại được một phần lực lượng, nhưng mà khí tức thực sự đã thâm nhập vào bên trong thân thể, tàn phá bừa bãi, phá hủy đi sinh cơ trong cơ thể hắn, để cho thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Nhã truyền vào lực lượng, đừng có mà nói là xung kích động hư cảnh, dẫn tới động hư kiếp, chỉ sợ đã sớm chết không thể nào chết lại một lần nữa. Dù rằng như vậy, liên tục phi hành một đêm cũng lại không thể nào chịu đựng được. Lần này phi hành Sở Dĩ không cho Kỳ Lân thú làm thay. Chủ yếu là bởi vì khí tức hỏa diễm quá nặng, tốc độ mặc dù nhanh nhưng mà rất dễ dàng bị phát hiện ra tung tích. Hắn thì lại không giống, nắm giữ thiên đạo chân khí, che giấu được khí tức, lại còn thêm minh lý chỉ nhán có thể thấy rõ được chỗ thiếu hụt. Phi hành rời đi, một chút dấu vết cũng lại không lưu lại. Dù rằng danh sư cửu tinh muốn tìm ra hắn, chỉ sợ cũng lại làm không được. Dãy rợ từ dưới đất đứng dậy, phát hiện ra vị trí là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, không có nửa bóng người. Ngay lúc này, hắn thở phào nhẹ nhõm. "Triệu Nhã, lão sư đã nói qua, ta có thể cứu được ngươi, chắc chắn là có thể cứu được." Cúi đầu nhìn một cái, nữ hài trong ngực hai mắt nhắm nghiền, tuy vẫn còn hơi thở nhưng mà hết sức yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nếu như không phải là hắn một mực ôm lấy nàng, dùng thiên đạo chân khí không ngừng truyền vào bên trong đó mà duy trì, chỉ sợ sớm đã hết cách xoay chuyển thiếu hụt nhẹ nhàng đặt nàng ở trên đồng cỏ ngón tay vuốt ve kinh mạch trong đầu lại thở nhẹ thư tịch xuất hiện vội vã nhìn qua thương thế quá nghiêm trọng toàn bộ kinh mạch đã vỡ vụn trương huyền lắc đầu thương thế của triệu nhã so với tưởng tượng thực sự là nghiêm trọng hơn kinh mạch toàn thân ở dưới chân khí trùng kích đã biến thành bột phấn nhưng cũng bởi vì như vậy khốn thiên tòa đã biến mất nói cách khác Đêm qua, nàng ấy ở, ở dưới tình thế cấp bách, chẳng những làm vỡ nát kinh mạch, mà khốn thiên tỏa cũng đã bị chấn cho vỡ, không còn một chút nào uy hiếp. Kinh mạch tắc nghẽn, vặn vẹo, thậm chí xuất hiện nhiều vết rách. Thiên đạo chân khí có thể tu sửa được, nhưng vỡ vụn, không còn tồn tại. Về mặt trương huyền rất khó coi. Thiên đạo chân khí đối với chữa trị kinh mạch có hiệu quả mà bất cứ dược liệu nào cũng lại không so sánh bằng. Nhưng điều kiện tiên quyết đó chính là kinh mạch vẫn phải còn ở đó. Không bột đố gột nên hồ, luyện khí sự lợi hại hơn đi chẳng nữa, cũng lại chẳng có công cụ dùng khoáng thạch, cũng lại chẳng có khả năng luyện chế ra được vũ khí. Giờ phút này, tình huống của triệu nhã chính là như vậy. Kinh mạch đã tan nát, biến mất không còn tâm hơi. Coi như là năng lực chữa trị mạnh hơn nữa thì làm sao có tác dụng. Không còn kinh mạch, chân khí chắc là không cách nào có thể đi vào bên trong địa phương muốn đi trong cơ thể được trị liệu thường thế sẽ trở nên rất khó khăn. Kinh mạch giống như là mạch máu, xuyên qua toàn thân. Bởi vậy huyết dịch mới có thể mang theo khí oxy để cho tất cả tế bào có sinh cơ bừng bừng. Hiện tại, kinh mạch đã vỡ vụn, giống như sau khi động đất, những con đường đã vỡ ra. Thiền đạo chân khí không cách nào có thể đi vào, trị liệu cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Sử dụng châm bạc đây. Cổ tay khẽ đảo, hắn lấy ra châm bạc trên mỗi một cây lại ẩn chứa một đạo chân khí Ngón tay búng một cái Mấy trăm cây châm bạc ghim xuống Rơi vào huyệt đạo toàn thân nữ hài Trường huyền lắc lư vài lần Cũng lại không thể nào kiên trì nổi Lần nữa hắn lại ngồi xuống Chính bản thân thương thế của hắn cũng không hề nhẹ Bản thân hắn chắc chắn là không có quá nhiều lực lượng Bây giờ lại còn đi cứu người Gần như tiêu hao sạch sẽ Lấy ra một viên đan dược ăn vào cảm giác thể lực khôi phục lại được một chút lần nữa lại nhìn về phía nữ hài trầm bạc mang theo mấy trăm đạo chân khí đi vào bên trong cơ thể để cho sắc mặt của nàng ấy hơi khá hơn được một chút nhưng có điều thường thế thực sự quá nặng khoảng cách tỉnh lại còn không biết là bao nhiêu xa muốn để cho nàng ấy triệt để khôi phục chỉ có đúng một phương pháp đó chính là tái tạo lại kinh mạch trương huyền nhíu mày tuy rằng y thuật của hắn thông huyền nhưng mà cái loại tình huống trước mắt đó, bất cứ sách thuốc nào cũng lại không thể nào đề cập tới. Có thể nói rằng không có biện pháp. Tái tạo kinh mạch, đừng có mà nói là không biết, ngay cả nghe cũng lại chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe qua, vậy không có nghĩa là không có khả năng. Đã không có, vậy ta có thể làm cho nó cái đầu tiên đi. Mắt Trương Huyền lại sáng lên. Trước kia không ai làm qua thì làm sao? Vậy không có nghĩa rằng hắn lại làm không được. Nhưng chỉ bất quá, tái tạo kinh mạch, cần đồ vật gì mới có thể thay thế cho kinh mạch để cho chân khí không thể nào gây trở ngại mà có thể dự trữ được lực lượng. Kinh mạch lại giống như thông đạo để cho chân khí đi qua, muốn tái tạo nó nhất định phải dùng đồ vật gì đó để thay thế. Nhưng mà trên cõi đời này có cái loại đồ vật gì có thể thay thế cho kinh mạch, cho phép chân khí thông qua lại có thể không thương tổn đến bản thân. Xem ra Ta cần lại phải đi luyện khí sư công hội tìm kiếm thư tịch. Hoặc là y sư công hội. trầm tư hồi lâu cũng lại không nghĩ ra được điều gì. Trường Huyền đành phải lắc đầu. Thực sự không thể giúp nàng ấy luyện chế ra một đoạn kinh mạch mới. Chỉ là trình độ luyện khí của hắn thực sự là quá kém. Luyện chế một viên gạch vẫn là còn có thể. Hỏa tan nó vào bên trong thân thể lại không khác gì với kinh mạch. Còn có thể để cho chân khí không trở ngại chút nào. Đúng là không làm ra. Hơn nữa, kinh mạch đến tụi cùng có thể là dùng binh khí thay thế được hay không cũng lại không quá xác định. Còn cần phải tìm kiếm thư tịch mà kiểm tra mới có thể đưa ra được kết luận. Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng buông lỏng hơn không ít. Tiếp tục hành châm, liên tục truyền vào hơn vạn đạo chân khí. Lúc này, thương thế mới triệt để củng cố. Không thể nào không nói, chịu nhã tổn thương thực sự là quá nghiêm trọng. Hơn nữa từ trong ra ngoài, đổi lại là y sư khác dù rằng cửu tinh đỉnh phong cũng lại chẳng cách nào có thể trị liệu chỉ có thể bó tay toàn tập cũng lại chỉ có thiền đạo chân khí của hắn mới có thể mượn nhờ châm bạc thấu thể đi vào để cho vị trí bị hao tổn khôi phục lại từ từ làm xong những thứ đó đã tiếp cận một ngày chọn một ngày trời tùy tiện bên trong núi tìm một chút quả dại nhét đầy bao tử trừ hành châm là làm dịu thương thế khôi phục lại tu vi của mình trải qua một phen cố gắng dưới cuộc bài xuất chân khí của khúc trường lão lưu lại trong cơ thể, thương thế của hắn đã tiêu hết, cũng đã triệt để thích ứng ra được lực lượng động hư cảnh bát trọng sơ kỳ. một lần hành châm cuối cùng, chỉ cần thành công thôi, chắc là nàng ấy có thể tỉnh lại được. ngày mới lại lên, trương huyền cẩn thận điều chỉnh lại trạng thái, lần nữa lấy ra châm bạc, nhìn nữ hài nằm cách đó không xa, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái hàng trăm cây châm bạc lập tức lơ lửng trước mặt song trường rũi ra nhẹ nhàng lại phủ động tự như đánh đàn kinh mạch trong cơ thể triệu nhã vỡ vụn chân khí không cách nào có thể chạy được toàn thân chỉ có thể dựa vào những cây châm bạc này đưa chân khí đến vị trí bị thương trải qua một phen cố gắng thường thế gần như đã hoàn toàn khôi phục không có gì bất ngờ xảy ra lần này hành châm xong liền đã có thể kích thích được thần kinh để cho nàng ấy chữa lại tỉnh táo Trầm bạc mang theo lực lượng đặc thù mà đâm xuống. Thấy trầm này đi vào bên trong cơ thể, Trường Huyền lại không một chút nào thả lỏng. Bàn tay vỗ một cái. Trong không khí phát ra tiếng nổ liên tục, mang theo nhịp điệu đặc thù, giống như thanh âm của ma âm, vòng vọng bên tai. Nữ hải nguyên bản đóng chặt hai con người, nghe được thanh âm đó, ngón tay lại nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, lồng mì uốn lượn, lại nhấc lên, con mắt chậm rãi mở ra lão sư triệu nhã lại dãy rụa tràn đầy sự khó tin ta không chết sao kinh mạch đã vỡ vụn lực lượng tàn phá bừa bãi trong người vốn lại còn cho rằng lần này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy lão sư ừ, yên tâm đi đã có lão sư ở chỗ này người muốn chết cũng lại không dễ dàng như vậy đâu trương huyền mỉm cười nói thật Lúc trước Ngụy Như Yên so với nàng ấy hiện tại lại còn nghiêm trọng hơn, không phải là cũng được cứu về rồi đó sao? Thư viện tìm kiếm chỗ thiếu hụt, thiền đạo chân khí trị liệu, chỉ cần không có chỗ bị mất mạng tại chỗ, vậy cứu trở về chắc chắn không phải là đại sự. Triệu Nhã thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, lại đi về phía trước, thân thể lắc lư một cái, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Trường Huyền lại đưa tay đỡ lấy nàng, mặt mũi đầy sự ai náy. Thân thể của ngươi mặc dù rất tốt, nhưng mà kinh mạch bên trong cơ thể của ngươi lại là không sót lại chút gì, tu luyện chân khí cũng lại không còn tồn tại. chẳng qua người không cần phải lo lắng, lão sư sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết cho ngươi, để cho ngươi mau chóng khôi phục lại lực lượng của mình. đa tạ lão sư. triệu nhã mỉm cười, đã không chết còn có thể tiếp tục được nhìn thấy lão sư, điều này đã khiến cho nàng rất vui vẻ. tu vi có thể khôi phục được hay không cũng lại không quá trọng yếu lấy nước suối cùng với quà dại cho triệu nhã dùng lúc này nữ hài mới khôi phục lại được một chút thể lực nghi ngờ nhìn tứ phía nơi này là chỗ nào vậy lão sư chúng ta không phải là ở băng nguyên cung sao tại sao bây giờ lại tới được chỗ này khi đó đại trưởng lão cùng với khúc trưởng lão nhìn mình chằm chằm lão sư lẻ loi một mình lại mang nàng đi làm sao có thể trốn ra được đây là chỗ nào ta cũng lại không rõ ràng cho lắm còn làm sao có thể tới đây được sau này ta sẽ nói rõ chi tiết với người trương huyền lắc đầu bàn tay chảo một cái dùng chân khí bao bọc lấy nữ hải thẳng tắp bay về phương xa thời gian không dài lại đi tới một thành trấn mặc dù triệu nhã không còn tu vi nhưng mà thân thể khôi phục giống như một người bình thường đi lại không có gì khó khăn lại thêm chân khí của trương huyền trợ giúp tốc độ cũng lại không chậm Nơi này chính là Long Uyên Thành Hỏi thăm một hồi Đạt được tin tức chính xác Long Uyên Thành Trước kia ta đã nhìn qua bản đồ chung quanh ở chỗ này Triệu Nhã tiếp lời Đúng Đây là cách bằng nguyên cung chừng là hơn 3 vạn dặm Cách liên minh đế quốc chỉ có vài ngàn dặm đường Ngược lại lại rất gần Cách liên minh đế quốc không xa Trường huyền sửng sốt Đêm hôm đó, hắn hoàng hốt chạy bừa, dùng hết toàn lực mà phi hành, chuyển hướng 7-8 lần. Phương hướng cụ thể chính mình lại cũng không rõ. Không nghĩ tới Tu Vi đã tới động hư cảnh, tốc độ đã tăng lên không ít. Dối rắm như vậy, một đêm công phu lại phi hành hơn đến 3 vạn dặm. Đúng như vậy. Triệu nhã gật đầu. Nếu như Liên minh đế quốc ngay phụ cận, vậy thì chúng ta đi qua đó. Dừng lại một chút, trường Huyện nói kinh mạch của đệ tử nhất định phải mau chóng trị liệu loại tiểu thành thị này khẳng định không có điều kiện thích hợp liền mình đế quốc làm chỗ trung tâm nhất của đế quốc phạm vi cao rộng cao thủ rất nhiều so với thánh tử điện cũng không hề yếu ớt có lẽ đây có thể tìm ra được vật tư thích hợp thậm chí sách thuốc giải quyết tai họa ngầm bên trong cơ thể cũng có triệu nhã gật đầu lão sư đi đâu nàng sẽ đi đó không muốn chia ra lần nữa chẳng qua Trước khi đi, chúng ta cần phải thay đổi dung mạo một chút. Biết đoạn thời gian này gây họa không nhỏ, khuôn mặt này mà đi gặp người nhất định sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Trường Huyền nói. Triệu Nhã cũng không cự tuyệt. Trương Huyền sửa đổi lại dung mạo cực kỳ đơn giản, cờ bắp luyện chế cái loại cấp bậc đó, tùy luyện có thể để cho hắn ngụy trang. Nhưng Triệu Nhã lại không có tu vi, thực sự là phiền toái. Chẳng qua, dùng đồ vật đặc thù mà che giấu cũng có thể chặn lại dung mạo tuyệt thế để cho người ta nhìn qua một cái cũng rất khó có thể nhận ra. Bọn họ chạy về phía liên minh đế quốc, bên thánh tử điện trận pháp lay động, có một vài bóng người xuất hiện bất ngờ. Đó chính là Dương Huyền, vợ chồng Hưng Mộng Kiếm Thánh cùng với đại trưởng lão Trường Vô Ngân. Từ trong trường gia đi vòng qua tổng bộ danh sư đường, sau đó lại từ tổng bộ đi tới chỗ này. Tại đây đến tôi cùng là làm sao? Tại sao lại dối bời lên rồi? Đi ra khỏi trận pháp, Dương sư nhíu mày, Thánh Tử Điện, Đại Lục đệ nhất học phủ cùng với chiến sư đường đặt song song là hai đại tổ chức dưới tổng bộ danh sư đường. Tại sao cùng điện đổ cả một mạng lớn vẫn còn không có ít địa phương bốc khói, giống như là dị linh tộc vừa mới tới qua. Chiêm Thiên thừa gặp qua Dương sư, Chiêm sư lại đi về phía trước một bước, khuôn mặt cười khổ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chuyện này thường thế trên người hắn đã hóa giải không ít nhưng mà nghĩ tới bị một học sinh tu vi nhập hư cảnh làm chật vật như vậy đúng là không nhịn được mà phun máu mấu chốt nhất là người này còn là học sinh của dương sư chiêm sư ta bảo ngươi nhất thiết phải lưu lại trương huyền nhưng bây giờ hắn ở chỗ nào rồi trương vô ngân vội vã nhìn qua hắn trốn rồi nghe được người này nói da mặt của chiêm sư lại nhảy một cái trong mắt hiện lên đầy vẻ tức giận trốn rồi sao? Trường Vũ ngân lại sững sờ. Bên trong thánh tử điện, sao có thể để cho hắn chạy trốn được? Hắn bố trí ra truyền tống trận, trực tiếp rời đi. Ta căn bản đuổi không kịp. Thánh tử điện xuất hiện cái loại tình huống này là nhờ hắn ban tặng đó. Chiêm sư lại cắn chặt răng. Bố trí truyền tống trận. Đây là chuyện gì xảy ra? Dường sư lại nhìn không được hỏi. Dương sư, Trương Huyền chính là học sinh của ngươi, ta lại không tiện nói nhiều, nhưng mà gây ra tai họa như là thế lớn, không coi quy củ danh sư đường chúng ta ra cái gì, đã đem sự tình từ đầu chi cuối báo lên trên tổng bộ rồi, chờ đợi bọn họ phán quyết, mong người hãy tha thứ. Chiêm sư ôm quyền. Khoan đã, ngươi hiểu lầm rồi, hắn không phải là học sinh của ta. Dương Huyền lắc đầu. Hết chương. Trường 2868-2869, Dương Sư gặp Tôn Cường. Hắn không phải là học sinh của ngươi sao? Chiêm sư cũng sửng sốt, mấy vị trường lão bốn phía lại ngẩn ngơ. Vị trương huyền này chính là học sinh của Dương Sư, huyền náo xôn xao, người người biết rõ. Tại sao bản tôn tới đây, ngược lại không thừa nhận hắn? Cái tên này, ta vừa mới được nghe qua một ngày thôi. Học sinh của ta duy nhất chỉ có một, chính là phùng tử giật, chưa hề thu qua ai khác. Dương Huyền lắc đầu. Một cái tên gia hỏa vừa đột phá nhập hư cảnh, đến tột cùng là có cái loại năng lực thế nào, huyền náo trường gia và thánh tử điện bất an. Mấu chốt nhất là, nói là đệ tử của hắn, mỗi người đều không hề nghi ngờ. Không phải sao, vậy thì tốt rồi. Cái tên này đại náo thánh tử điện, làm tổn thương ta cùng với rất nhiều trưởng lão. Hiện tại, hắn là còn giả mạo học sinh của Dương Sư. Bốn phía giả danh lừa bịp, tội ác tầy trời, nhất định phải nghiêm trị. Thấy thái độ của Dương Sư rất nghiêm túc, không giống nói đùa, chiêm sư bây giờ mới hiểu được, lại hét lớn một tiếng. Trước đó bởi vì xoắn suýt thân phận của đối phương, không biết phải xử lý thế nào, bây giờ đã biết không phải là học sinh của Dương Sư, chắc chắn không còn cố kỵ. Nghiêm trị sao? Dương Sư lại đồng tình nhìn qua, Người không biết thân phận của hắn Thân phận sao? Thân phận gì? Chiêm sư lệ hất ống tay áo Hừ. Bất kể hắn có thân phận thế nào Chỉ cần không phải là học sinh của ngươi Đại náo thánh tự điện Ta chắc chắn có tư cách xử lý Được Ngươi vui vẻ đã được rồi Vậy hy vọng đến lúc đó Ngươi đừng có mà nghịch ra trò cười Dương sư lắc đầu Không nói thêm một lời bộ dạng của lệnh bài hắn cũng là nghe đại trưởng lão nói cụ thể có phải là điện chủ lệnh của thánh tử điện hay không chưa dám xác nhận vậy cho nên tạm thời không có nói cho nó thỏa đáng nhưng dương sư đây là có ý tứ gì thấy vị danh sư đỉnh phong kia muốn nói gì đó lại thôi chiêm sư nghi ngờ nhìn qua không có gì đâu không tiếp tục muốn xoắn xít vấn đề này nữa dương sư lại nhìn về phía mọi người Người mới vừa nói, vị trương huyền này bố trí truyền tống trận rời đi. Vậy đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Chính là thế này. Khuôn mặt chiêm sư xấu hổ, cuối cùng vẫn phải nói ra sự tình. Ngươi đây là nói hắn, mượn dùng trận kỳ của ngươi, mượn nhờ lực lượng của thánh tử đại trận công kích. Trong vài tức, bố trí ra thành truyền tống trận, sau đó trực tiếp rời đi. Đám người dương sư và đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người một giống như là nghe thiên thư. Tu vi đã tới cảnh giới như bọn họ, lĩnh ngộ không gian đã tới trình độ cực kỳ cao, biết rõ độ khó bố trí truyền tống trận. Trong một thời gian ngắn, bố trí ra không phải là một chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là một khi tính sai, rất dễ dàng rơi vào bên trong không gian loạn lưu, bị quấy nhiễu thành bụi phấn, không cách nào có thể quay trở về được nữa. Bị vô số trưởng lão công kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thịt nát, thế mà cái tên này không những không có việc gì mà còn mượn nhờ lực lượng, bố trí thành truyền tống trận, thuận lợi mà chạy trốn. Trọng yếu nhất là hắn vẫn có thời gian rảnh rỗi, bên trong trận pháp lưu lại một trận pháp tự bạo nữa. Hắn có phải là người không? Hưng Mộng Kiếm Thánh lại nhìn qua Dương Sơ, biết rõ ý tứ của hai người. Dương Huyền lắc đầu. Ta chắc là làm không ra. Tuy rằng thực lực của hắn rất thông huyền, lại có thể xưng là đương đại đệ nhất nhưng mà bày trận nhanh như vậy, thậm chí đối mặt với tình thế nguy hiểm mà không xuất hiện một chút nào sai lầm, xem như chính hắn đây không thể nào làm ra. Hắn truyền tống rời đi, vậy người có biết là đi nơi nào hay không? Mộng Kim Thánh lại vội vã nhìn qua. Trường huyền này càng ưu tú thì nàng ấy lại càng cảm, cảm thấy nhất định là vị kia, kìm nén không được, trong lòng lại nóng nảy. Truyền tống trận đã bị hủy rồi, bất cứ dấu vết gì cũng đâu có lưu lại đâu. Ta đấy cũng không biết là hắn đến chỗ nào nữa Chiêm sư lắc đầu Vậy người mang ta đi nhìn địa phương truyền tống trận bùng nổ một chút Dương sư nói Vậy được, chư vị, xin mời Chiêm sư mau chóng dẫn đường Rất nhanh, họ đã tới trước mặt một cái hố to Truyền tống trận đang nổ tung chỗ này Trên mặt đất lưu lại một dấu vết cực kỳ lớn Dương sư lơ lửng ở trên không Cẩn thận quan sát một hồi Lại nhịn không được lắc đầu Ta chỉ có thể căn cứ lực lượng của truyền tống trận này, suy đoán ra, truyền tống đến hơn trăm vạn cây số. Cụ thể là tới chỗ nào, nơi nào, nhìn không ra tới. Trăm vạn cây số? Vậy chẳng lẽ tên này lộn trở về trương gia sao? Đại trưởng lão lại rít lên một tiếng, dọa đến nỗi khôi mặt trắng bệch. Tuy rằng thực lực của tên gia hòa này không mạnh lắm, nhưng mà thủ đoạn của hắn thực sự là rất nhiều, quá quỷ dị bọn họ đều tới nơi này ngộ nhớ tên kia vì muốn báo thù lại còn chạy lại trương gia đại náo ai có thể chống lại hắn được hắn đã rời đi rồi về lại trường gia khả năng không lớn dương sư nói hắn đã đi rồi thì làm sao có khả năng chạy về thánh tử điện một chuyến sau đó lần nữa trở về được lại còn nói trường gia đã thành bộ dạng như vậy rồi còn có cái gì mà hắn có thể phá được sao vị Trương huyền này còn có người thân hoặc là người quen thuộc nào hay không Hắn thực sự đã muốn rời đi Thì nhất định là phải có dấu hiệu á Mộng kiếm thánh nhìn qua Người thân ngược lại thì không có À mà phải rồi Hắn có một hạ nhân Trước tiên bắt tên này lại đã Ánh mắt chiêm sư sáng rực Vội vã giận dò Trước đó còn cho rằng tôn quản gia kia là người của Dương Sư Coi như là trương huyền huyền náo cực kỳ lớn Cũng lại chẳng dám bắt hiện tại dương sư phủ nhận lại không có gì có thể khách khí đám người các trưởng lão không một chút nào do dự bay về phía xa nếu đó là hạ nhân của hắn lại có thể mang cho chúng ta đi nhìn một chút hay không ta lại muốn hỏi thăm một số việc mộng kim thánh nói nàng muốn xác nhận vị trương huyền này đến tột cùng có phải là con trai của mình hay không hạ nhân ở chung lâu nhất hẳn là có thể biết một chút ít đầu mối Thời gian không dài, chỉ thấy đám người các trường lão mang theo một tên mập mạp bay tới. Người mập này bị giam cầm lực lượng, mặt mũi thì dữ tợn, tức giận đến nỗi không ngừng run lên. Nhìn thấy chiêm sư, lại hét lớn một tiếng. Tiểu chiêm, người đây là có ý tứ gì? <laughs> lão sược. Trước đó, đối phương là quản gia của Dương Sư, xưng hô hắn là tiểu chiêm không có gì. Giờ phút này chỉ là ngụy trang, như thế mà còn dám nói như vậy, Chiêm sư thực sự là lên cơn giận dữ Không sai Người thực sự đúng là đủ láo xược Gan chó lớn lắm Mau chóng cười chói cho ta Bàn quản gia không có đo cử động với ngươi. Nếu như không Có tin ta báo cho lão ra Băm ngươi thành tám mảnh luôn hay không Tôn cường lửa giận bùng cháy cái tên này đầu óc bị chạm mạch sao? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám động thủ. Quả thực là tội không tha thứ được báo cho lão ra sao? Thấy cái tên này đến bây giờ lại còn giả vờ giả vịt, diễu võ dương oai, chiềm sư lại nhịn không được cười lạnh. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, lão gia nhà ngươi là người phương nào? <laughs> lão gia nhà ta là Dương Sư, Dương Huyền, thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, là một trong mấy người mạnh nhất của đương đại. Thế nào, sợ chưa? Sợ rồi, lập tức xin lỗi cho ta. Tôn Cường nói. Chà, sợ quá. Đúng là cái thứ không có biết chết sống. Nghe hắn nói, chiêm sư lần nữa lắc đầu. Thực sự là ngươi không biết trời cao đất dày. Dương sư lù lù ngay trước mắt ngươi. Cái tên này mà ngươi còn dám giả mạo sao? Lá gan thực sự là đủ lớn. Ngươi nói, ngươi chính là quản gia của Dương sư. Vậy ngươi có biết Dương sư đến tổ cùng là có bộ dạng thế nào không? Nghe hai người đối thoại Dương Huyền lại nhìn không được nữa nhìn qua Hừ, Loại bộ dạng gì sao Lão gia nhà chúng ta Thân ở bên trong đỉnh phong đương đại Dùng mạo là cơ mật lớn nhất Các người muốn biết Tôn Cường lạnh lùng nhìn qua Lại cười nhạo một tiếng Lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm Các người xứng sao Hết trường hết tập 334. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đồ thư quán trên kênh MCNA, chuyện audio tên hiệp.